Angie xin được kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Các anh chị ơi, đây là cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe về cô năm em. Sau một ngày làm việc với cơ quan chức năng thì năm em trở về đã nói những gì? Và trong những cái lời nói và cái ngày hôm nay đó, trở về livestream đó, trời các anh chị ơi, mình thấy nha, cổ còn không biết nói như thế nào luôn đó. Nó còn cà tưng hơn là 100 lần so với những ngày trước đó. Tôi không biết đây là tại vì cô ấy cố gắng tỏ ra mình khùng điên ba trợn như vậy để được là cơ quan chức năng tha thứ hay sao thì mình không biết nha. Nhưng mà trời ơi, nghe đi rồi phải nói không biết làm sao nữa, mà nó khùng hơn là hổng gại khùng đó. Mọi người nghe đi rồi cái bắt đầu thấy như thế nào nha. Trời, mình thấy hết thuốc chữa rồi mọi người ơi, mà mình không biết phải làm sao hết trơn. Cái cô gái này bây giờ mình chẳng biết là cô ấy làm như vậy có ý gì nha. Nói thì lanh, mà cái miệng đó thì nhìn thấy thôi, mình không biết phải bình luận như thế nào. Đôi khi người ta cố ý như vậy thì mình cũng không biết ha. Chẳng biết giả điên khiên đồ Mỹ hay gì, nhưng mà đó là về ngày hôm nay đó còn kỳ hơn mấy ngày hôm trước nữa. Hôm qua nhà tôi có người tới nhà tôi ám sát, thì hôm nay công an tới kêu tôi lên để gì ta, lấy lời khai thôi. Bé gì mới nói gì quên luôn, kể. Vậy là ngày hôm nay lên đồn để lấy lời khai cho cái chuyện mà lùm xùm tối hôm qua, chứ không phải là lên để cho cái chuyện mà livestream hổm rày. Cái tỉnh ngang tội mấy má này thì mấy má làm cho tao tội phạm chi nã vậy. Tội phạm chi nã giờ ở trên ngồi bên mấy má, không có lên đây mà xin lê được mấy má. Mấy má bớt tiêu cực rồi, mấy má tiêu cực quá. Mấy chị mở câu nào ra câu đó tiêu cực ngang. Ngày mai là tiếp tục lên sở thanh tra, nhưng mà thật ra ngày hôm nay mới là ngày căng thẳng. Ngày hôm nay là làm việc công an hình sự đó. Ví dụ hôm nay á, mà thật sự mà tôi có lỗi, hôm nay có làm việc về vấn đề livestream luôn mà. Nếu thật sự mà hôm nay không thành thẩn là cũng có thể là dòng số 8 như tay đó. Nhưng mà được cái là lên nó có sao nó vậy thôi. Có sao thì nhận vậy. Không có làm gì sai pháp luật nên được thả ra mấy má. Cái cô này cổ đang nói cái gì cổ có hiểu không ta? Khi vào đầu đó thì cổ nói đó là ngày hôm nay lên trên đó để hỏi về cái vấn đề đó là ngày hôm qua có người tới để mà ém xét hai vợ chồng nó. Rồi bây giờ đó lại nói đó là lên đây để hỏi về cái vấn đề livestream không à. Ủa, vậy cuối cùng đó là người ta kêu lên để coi cái chuyện mà một đoàn 10 người tới để mà hành hung gia đình của cô ta ngày hôm qua, hay là kêu lên về vấn đề livestream, thấy không? Cổ nói bất nhất dữ lắm, dường như không ổn. Nhưng mà nghe cái đoạn sau đi các anh chị ơi, trời ơi, nó khiếp lắm. Chứ thiệt, nếu mà sai pháp luật là hôm nay công an hình sự cũng cho dòng số 8 đi tay rồi. Chứ hôm nay mới là cái ngày mà gọi là dính tới công an hình sự mới mệt. Còn cái ngày mai là chỉ dính tới sở văn hóa và thông tin thôi, chỉ lên nộp phạt như dĩa thôi. Chứ ngày hôm nay mệt đó, ngày hôm nay có hỏi gì lớn, nói chung là mọi người nghĩ đây từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Wow. Ngồi hỏi cung, đó. Mình trả lời mà không là giữ lại cho tới khi nào mà trả lời mà xong xuôi hết tất cả nội dung livestream, hỏi từng câu luôn, hỏi liên quan từng câu là phải ngồi trả lời sao mà người ta cảm thấy hợp lý người ta cho qua. Là vậy đó. Chứ ngày hôm nay là hỏi cùng hỏi nhiều về livestream. Xong tôi mới nói ví dụ ngày hôm qua tôi livestream thì giờ cái đầu ông Cường còn trên cổ ổng không? Chẳng phải không trả lời được. Để kể tiếp. Giống như ngày hôm qua tôi cũng nghĩ trời ơi, tôi thấy mấy má khi cầm mấy cái đau mà mấy mét đó là trong bụng tôi là tôi rung quéo tay rồi tôi rung. Nghe cái đoạn sau này nè, mới thấy mắc cười nè mọi người. Trời ơi, cái cách bả nói chuyện rồi bả lanh, rồi bả tưng đó. Mình cũng không biết là cô này cổ giả điên khiên đồ Mỹ hay là cổ bị tưng thiệt nữa. Mà nó kỳ dữ lắm các anh chị ơi. Nam em ơi, cố gắng bình tĩnh lại, đừng cố gắng làm như vậy nữa. Trời ơi, mình là một người đẹp mà tại sao mặt mày miệng mồm gì lên nói mà nó kỳ dữ lắm, mà còn đưa cái mặt sát cái màn hình nữa. Mình thấy nó không có được chút xíu nào hết trơn á. Trời, mời mọi người cùng theo dõi nha. Kỳ lắm. Nếu tại tôi chuẩn bị tâm lý, cái đầu Âu Cường không còn nằm trên cổ ông nữa rồi. Nhưng mà tôi không biết bằng một thế lực nào. Tôi kể mọi người nghe, cái điện thoại của tôi nó còn một cái dạch mỏng, pin đỏ mỏng lét luôn.
tôi cầm mà tôi ra tôi nói, tôi hùng tôi hổ, tôi nói nè nè, tụi bay có chịu lên xe chưa? Tụi bay lên xe đi, tao quay được mặt tụi bay rồi nè, tao quay được biển số xe tụi bay rồi nè, tao thấy tụi bay có đem theo vũ khí rồi nè, tụi bay chuẩn bị lên tòa nói chuyện, tụi bay lên, chuẩn bị lên tòa nói chuyện đi. Mà thật sự lúc đó là phải đấu năng lượng với nhau mọi người, bị nó là gấu rồi, mà mình không gấu hơn là tụi nó sẽ nhai đầu mình rập rập. Nên là lúc đó cũng hên đang đứng lầu hai, cái miệng nó mới mạnh miệng vậy, chứ nếu mà đứng dưới đất chắc cũng chui vô cái lùm cái bụi nào nấp, chứ thấy mấy cái này sợ muốn rén. Tụi đang nằm tự nhiên bước ra ban công thấy trời ơi cái gì mà quá trời quá đó, mà hên đứng ở trên lầu hai nhìn xuống, đứng ở trên lầu hai nhìn xuống mới có đủ bản lĩnh cái mỏ quá trời quan quan, quá trời quan quan. Chứ nếu lúc đó tôi thiệt, tôi mà đứng bờ hồ hoặc đứng ở dưới chắc tôi nói thiệt mọi người nha, không phải hèn hạ gì, nhưng mà thấy cái này béo quá, quá trời sợ á. Nếu mà tôi mà đứng dưới đất chắc tôi sẽ kiếm cái gốc cây nào tôi leo lên gốc cây, tôi ngồi tôi giả bộ tôi đóng cái vai con chuột, tôi ngồi tôi coi sao chứ thiệt, tôi mà ở dưới đất là không nói được lên. Nên là vậy đó, hôm qua hơn là đứng lầu hai nên còn cái miệng có thể quan quan được, chứ kêu tôi đứng dưới đất mà quan quan cái đó chắc em quý. Nên là hôm qua nhiều chuyện ly kỳ lắm, mà hôm qua ánh trăng á, ánh trăng mọi người để ý nó đỏ le đỏ nét, mà tôi nói trong bụng không được rồi, trăng kiểu như vậy là sắp tới có điện báo, ai ngờ điện báo vô tới tận nhà. Trời ơi quá trời quá, hôm qua là có một cái cảm xúc là thấy bất an trong người rồi, nhưng khỏi thấy được. Chúng ta cũng thấy vẫn còn quá tương tự thôi. Hôm qua thấy có một cái cảm xúc bất an trong người rồi, mà ai ngờ đúng 0 giờ 0 phút, không ngày 27, quá trời quá đất đủ thứ chuyện xảy ra. Mà lúc đó tôi đuổi mấy người đó đi được, tôi cũng cảm thấy trời ai nhập ai đổ mình như chơi, chứ tôi nói thiệt toàn gấu không à, con toàn gấu nói chuyện với nhau không à. Tôi là con mèo mới mèo, mà hôm qua tôi gấu, tôi kêu bây giờ leo lên xe đi về, bố cưng đi vô, đi vô đi về, bây giờ bố cưng một là mày đi vô, hai là tao nghĩ thôi. Bây giờ thứ nhất là phải kêu Bùi Hữu Cường vô nhà để bảo vệ tính mạng cho má đó, thứ hai là kêu mấy má kia đi về để bảo vệ tính mạng cho mọi người. Trời ơi một mình tôi giải quyết hen, em đẹp tôi cũng thấy trời, ai độ tôi nói thiệt, cảm ơn anh Phê sao mà tặng bông hồng cho em quá trời vậy. Trời ơi tôi lúc đó tôi không biết ai độ tôi, mà tôi nói mọi người, mấy người đó chịu, mọi người biết mấy anh thanh niên cầm cái kiếm như vậy nè, mà mấy anh thanh niên chịu nghe lời tôi leo lên xe đi về, tôi kiểu không biết ai độ sao tôi nói mấy má chịu nghe lời mấy má về. Chứ lúc đó A Di Đà Phật chuẩn bị tâm lý, tôi nói thiệt lúc đó trong đầu tôi là chỉ có A Di Đà Phật chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà tôi chỉ sợ những cái cảnh mà tôi lấy điện thoại lúc đó trong đầu tôi á, tôi bước ra cái bàn công mà tôi chỉ niệm A Di Đà Phật được, có thấy cái đầu ông Cường rớt xuống đất thôi. Tôi nói thiệt, tại vì lúc mà tôi ra lần một tôi không có cầm cái điện thoại trên tay, là tôi thấy ba cái này nhai rồi, là tôi trời bị tôi bị lúc đó cái miệng tôi giống như là bị gặp ma mà sợ quá la không được, tôi bị thấy điện thoại cập nhật. Mà lúc mà cảm ơn, lúc mà tôi cầm cái điện thoại đưa ra ban công, mà tôi sợ nhất là cái cảnh, tôi sợ nhất cái cảnh là tôi bước ra ban công tôi thấy cái đầu ông Cường không còn ở trên cổ của ông nữa. Trời ơi tôi sợ nhất là như vậy, nhưng mà mừng quá tôi vừa bước ra tôi thấy hơi mát cái đầu ông Cường vẫn còn trên đầu ông, nên tôi mới tôi bay ra lên xe lẹ đi về cho tao, dùng hết sức bình sinh để đuổi tụi nó đi về, kêu Bùi Hữu Cường đi vô nhà nhanh lên, một rồi mày vô nhà, hai là tao nhảy xuống Bùi Hữu Cường, còn mấy thằng kia đi về cho tao. Tao đã quay được mặt tụi bay rồi nè, tao quay được biển số xe tụi bay rồi nè, tao đã thấy tụi bay cầm vũ khí. Trời ơi lúc đó ai đổ tụi má ơi. Thiệt lúc đó ai độ tôi á, mà tôi nói thiệt mọi người là khi mà tôi ra, trước khi mà tôi nói điều đó là tôi đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý là tôi sẽ thấy một cái cảnh nó khủng khiếp là đầu của Bùi Hữu Cường không nằm trên cổ ông nữa. Trời ơi cái cảm xúc đó nó ghê lắm, không biết diễn tả sao mà nó kiểu nó kinh khủng lắm. Nhưng mà khi bước ra mà thấy cái đầu Bùi Hữu Cường còn nằm trên cổ ông, tôi kiểu trời ơi còn lại tam phương, còn lại chín phương, còn lại mười phương chư Phật, tối nay là phải dẹp liền dẹp loạn. Chứ lúc đó nhanh tích tắc lắm mọi người, ôi cái khoảng thời gian nó giống như là kiểu tích tắc. Trời ơi mọi người là tới nó nằm trong cái thời gian gọi là tích tắc thôi, nó tính bằng tích tắc chứ nó không tính bằng phút bằng giây, nhưng mà nó là tích tắc. Trời ơi tôi bước vô tôi kiếm điện thoại mà không biết cái điện thoại nằm đâu phải kiếm, mà kiếm trong tư thế tư tưởng là chết rồi, bây giờ mình rễ có mấy giây thôi, không biết đầu Bùi Hữu Cường còn trên được đầu ổng còn trên cổ không, tôi chỉ sợ là sợ vậy thôi. Bước ra thấy đầu ổng vẫn còn trên cổ, tôi kiểu trời ơi con lại chính phương trời, con lại mười phương pháp, con lại mười phương chư Phật, trời ơi A Di Đà Phật, trời ơi chứ tôi mà ra chứng kiến mà cái cảnh mà ấy chắc trời ám ảnh cả đời luôn, ám ảnh cả đời. Trời ơi Phê ơi sao mà tặng bông hồng em lắm thế, không biết anh có đoạn này mới bắt đầu khùng dữ nè mọi người. Trời ơi trời, cách nói chuyện coi hết được luôn rồi, đoạn này nè, đoạn này nó khiếp lắm mọi người cùng coi nha. Trời ơi là trời, mình cũng không biết là cổ đang bị cái gì nữa mà nó không có tỉnh táo hết trơn á, nó kỳ lắm. Mà tặng lắm thế, trời quá thì tặng bông hồng vậy trời. Rồi càng ít thì vui mà nhận nhiều thì thấy không vui chút nào. Em cảm nhận giống như là có một tín hiệu gì đó, một tín hiệu gì đó không được yên tâm cho lắm. Anh thấy ra cho một tín hiệu là tại sao anh Khê tặng em nhiều bông hồng vậy không? Nhận ít thì vui mà nhận nhiều thì hơi hoang mang nha cả nhà. Còn có thể cho em biết được tín hiệu anh Khê tại sao tặng bông hồng nhiều đến như vậy không? Cho em một tín hiệu được không? Chứ bây giờ em hãy tặng bông hồng nhiều, em ẻo trời ơi.
Anh theo anh có thể ra một cái tín hiệu trên đấy nè, tại sao anh lại tặng cái bông hồng như vậy, quỳnh bông cũng vậy, có thể cho tôi một cái tín hiệu là quỳnh bông, ủa xin lỗi, quỳnh bông, có thể cho em xin một tín hiệu là tại sao chị tặng bông hồng cho nhiều vậy không, nhất là anh phê này sao mà tặng bông hồng mà nhiều quá vậy, có thể ra đây một cái tín hiệu là có một cái thông điệp gì cho em biết được không chứ, à tặng nhiều quá vậy, à, tặng nhiều quá thì không có vui đó nha, nhưng trời có gì thì em mệt lắm, à, có gì mình nói chuyện nha, đang thường nói chuyện với nhau được không chứ, em có làm gì sai anh chị bỏ qua. Em có làm gì sai với anh chị không mà anh chị tặng bông quá trời cho em vậy, anh Phê ơi, anh Phê ơi, anh có ở đây không, anh có thể ra cho em một cái tín hiệu ok không, nhưng em thấy là lần đầu tiên trong cuộc đời em có một người tặng bông hồng mà nó không có được ít mà nó đế tính bằng con số là ngàn chứ không phải là 100 nữa, là nó là ngàn gọi, anh Phê ơi, anh thấy em một cái tín hiệu là tại sao nó thể tặng nhiều đến như vậy không, em hoang mang quá, nhận ít thì vui nhưng mà nhận nhiều quá em thấy hoang mang quá trời, tại cuộc đời em cái gì là nhiều quá là auto là quả tới quả tới, nhưng mà nếu như thật sự đây là tình cảm của anh dành cho em thì em xin đa tạ, nhưng hy vọng ở đây không phải là một cái thông điệp gì của vũ trụ gửi tới, trời ơi A Di Đà Phật sao tặng bông hồng nhiều quá vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con lại chín phương trời, con lại mười phương pháp, dạ dạ em bắt ra nhạc Phật cho anh Thê nghe nha, anh Thê ơi, anh tặng nhiều quá em cảm thấy anh khó xử quá, em bật nhạc thanh thản cho anh nghe nha anh Thê, có gì à anh từ từ bình tĩnh, cái gì tôi cũng có thể giải quyết được từ từ nha anh đừng có vậy nha, anh em bắt nhạc Phật cho anh nghe nha, anh có từ bình tĩnh, bình tĩnh cái gì mình cũng có thể từ từ giải quyết, anh đừng vậy nha anh, thấy có tân không các anh chị, ôi trời ơi chịu không có nổi luôn á. Sau một ngày đi làm việc với cơ quan chức năng về rồi nói tâm lan, ban đầu thì nói đó là lên làm việc với cơ quan chức năng về cái việc là một nhóm đầu gấu kéo tới nhà của cô ta ngày hôm qua, rồi cái sau đó cái nói đó là bữa nay đi làm việc với cơ quan chức năng là tại vì những cái buổi phát ngôn trên livestream của cô ta. Vậy thì cuối cùng ngày hôm nay đi làm việc vì cái gì không biết đó, nhưng mà theo mình đoán thì đó là đi làm việc theo những cái lời phát ngôn của cô ta trước giờ trên mạng xã hội gây náo loạn một tháng nay, chứ không phải là người ta triệu tập tới vì cái chuyện mà 10 tên đầu gấu chạy tới nhà của cô ta ngày hôm qua. Cổ nói như vậy là cổ nói sai đó, cổ cố tình nói vậy thôi chứ không có đúng. Rồi ngày hôm nay đó thì đó là chồng của cô ta đó lên và nói rõ ràng rằng cái nhóm mà tới nhà của cô ta với lại anh ta ngày hôm qua đó không phải là cái nhóm của Nguyễn Xin mà là một cái nhóm khác, cái nhóm về cái vấn đề đó nợ nần gì đó rồi lên nói chuyện hóng hách gì đó, cho nên người ta mới là làm như vậy, chứ không phải là cái nhóm mà Nguyễn Xin để tới mà ăn hiếp ổng về cái vấn đề phát ngôn trên mạng xã hội. Trong khi đó thì nam em đã lên giãy đành đạch và nói là trời ơi, mọi người ơi, tại sao ăn hiếp tôi như vậy? Tôi có làm gì sai? Tôi phát ngôn, tôi nói như vậy nói là để bảo vệ cho tôi thôi, tại sao người ta tới để làm như thế này làm như thế kia. Thì cái đó là tại vì cô ta nghĩ là cái nhóm này là cái nhóm trên mạng xã hội tới để kiếm chuyện với cô ta về những cái phát ngôn của cô ta, nhưng mà không phải. Bùi Hữu Cường lên khẳng định đó là đây là cái nhóm mà không dính líu gì tới Nguyễn Xin, cái nhóm riêng, cái nhóm hiềm khích về vấn đề nợ nần chồng chất. Ôi là trời, mình cảm thấy rất là tội nghiệp cho cái cô bé này các anh chị, thật sự là rất là tội nghiệp nha. Trời ơi, đã hai mươi mấy ba chục tuổi rồi, đã thất tình biết bao nhiêu lần rồi, mà bây giờ đó gặp cái người chồng này lại không ổn chút xíu nào, nợ nần chồng chất. Và đó, năm em cũng đã từng khai rằng là Bùi Hữu Cường mà đi nhậu về một cái đó là quậy sáng đêm luôn. Úi trời ơi, một người đã không có tiền, không có công ăn việc làm, không phải là đại gia, một người chỉ bán cái đồ phong thủy bậy bạ thôi mà còn thêm nợ nần chồng chất nữa. Tôi không biết đó là nam em nghĩ gì mà lại đi là giao du và trao thân cho một người như thế này. Nam em nói ra cái người này đó là thương yêu nam em dữ trời lắm. Ủa,
thương yêu dữ trời lắm mà tại sao đi nhậu về, mỗi một lần đi nhậu về là quậy sáng đêm. Nếu như mình lấy một người chồng mà đi nhậu về quậy sáng đêm thì đã không ổn rồi. Mà cô năm em này đâu có phải là tồi tệ gì đến nỗi mà phải ở với một người như vậy các anh chị. Thì mình thấy thật sự là rất là tiếc cho năm em nha. Bây giờ là một cặp này đó là một cặp sống thần. Một người thì khùng khùng điên điên, một người đó thì đó là toàn đó là nói ra từ nào cũng là bố mày là ai, bố mày là như thế này, bố mày là như thế kia. Nói chung là một người thì đó là tào lao, một người đó thì đàn anh đàn chị. Và hai người hợp lại với nhau như là một đôi sống thần nha, một đôi sống thần. Tôi nghĩ đó là hai người này không sớm thì muộn cũng sẽ chia tay. Và hai người này không sớm thì muộn cũng sẽ có người vào trong T30. Mình nói thử coi là mọi người coi coi là có đúng hay không nha. Quá trời hống hách ngang tàn, vừa khùng điên ba trận vừa hống hách ngang tàn nữa, thì làm sao mà được phải không các anh chị? Tiếc cho nam em quá trời tiếc.